yên ả thanh bình là ước mơ ngàn đời của dân tộc chúng ta. Để giữ vững bờ cõi, bảo vệ được non sông, gấm vóc và để tồn tại giữa một thế giới bạo tàn. Từ bao đời nay, người Việt Nam đã phải gồng mình để chống lại nạn ngoại xâm. Đã có biết bao dân tộc bị diệt vong trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Kiếp nô lệ của kẻ nhược tiểu đã trở thành cái định mệnh đáng nguyền rủa trong quy luật tồn vong của vạn vật, chưa bao giờ được nhân dân ta chấp nhận. Đời nào cũng vậy, sự quật cường đã giúp chúng ta ngẩng cao đầu sau mỗi lần vấp ngã. Tai họa gần đây đã quật đổ dân tộc này là vào giữa thế kỷ 19. Lần này nó đến từ một ngoại bang xa xôi, khi mà cả thế giới phương Đông chìm trong cơn đại hồng thủy của chủ nghĩa thực dân đế quốc. Nhục nhã, điêu tàn, bất công và uất hận bao phủ lên bầu trời quê hương, từ mọi ngóc ngách của xóm làng đến chốn kinh thành hoa lệ, biểu hiện chủ nghĩa của giang sơn xã tắc. Cũng như bao đời trước, đất nước mòn mỏi trông chờ những đứa con ưu tú, những vị anh hùng. Số phận buộc chúng ta đau khổ, nhưng cũng ban cho chúng ta những vị cứu tinh. Họ là những thánh gióng Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Họ là niềm tự hào, là vẻ đẹp, là những khúc tráng ca trong bản hợp xướng bi hùng về sự trường tồn và bất tử của dân tộc. Lần này, người anh hùng không phải phất cờ từ trong dân dã hay từ chốn cung đình, mà là bắt đầu từ một chuyến ra đi, không phải để cầu cứu ngoại bang, mà là để tìm chân lý, mang trả lại sức mạnh vốn có của dân tộc. Ông đã hướng về miền đất văn minh phát triển, cũng đồng thời là sao huyệt của những kẻ tham tàn, để tìm ra phương thuốc thần kỳ chữa khỏi vết thương cho đất nước, đã tìm được lưỡi gươm thần để trừ diệt kẻ xâm lăng. Chuỗi video này xin được nói về cuộc hành trình vĩ đại của ông, thiên anh hùng ca huy hoàng và bay bổng nhất trong lịch sử đất nước Việt Nam. Xứ Nghệ, lần theo dấu chân xưa của người anh hùng dân tộc, cậu bé Nguyễn Sinh Cung, tức là Bác Hồ sau này, sinh ra ở làng quê Nam Đàn năm 1890. Sau hai hàm ước Hắc Mang và Ba Tơ Nốt mà triều Nguyễn phải ký kết với Pháp, đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai. Xuất thân từ gia đình nho giáo nghèo, quê nội ở Kim Liên và quê ngoại Hoàng Trù đều là miền đất hiếu học, khoa cử, nên cậu Cung được hưởng một nền giáo dục tốt đẹp có truyền thống từ cả bố và mẹ. Chính mẹ là Hoàng Thị Loan là người khai tâm hồn cho chàng trai này bằng những bài dạy chữ nho và những triết lý đầu đời trước tuổi cắp sách tới trường. Hoàn cảnh hai cụ thân sinh ra bác cũng rất đặc biệt. Từ một trẻ chăn trâu mồ côi, ông Nguyễn Sinh Sắc được nhà nho Hoàng Đường nhận về nuôi, cho ăn học rồi gả con gái cho. Bà Hoàng Thị Lan lại có dòng dõi bên ngoại là hậu duệ của ông Phạm Công Trị, từng đóng vai giả vương thay Nguyễn Huệ sang triều kiến Càn Long nhà Thanh. Kinh tế gia đình dựa vào nghề dệt thuê của mẹ và nghề dạy trẻ của cha rất eo hẹp, nên cả ba chị em Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung đều hết sức thấm thía về nỗi khổ của người nghèo. Năm lên 5 tuổi, Nguyễn Sinh Cung theo cha và anh trai vào Huế lần thứ nhất. Cuộc di chuyển gian nan, vượt 400 km đường bộ và hình ảnh thơ mộng thanh bình của kinh thành tráng lệ là những điều kỳ lạ, lý thú của đầu óc non trẻ để lại dấu ấn không phai mờ trong tâm hồn lãng mạn của chàng trai mãi về sau. Tuy nhiên, đó cũng là thời kỳ mà tấm bi kịch dân tộc đang hồi diễn ra khốc liệt. Phong trào Cần Vương đã diễn ra 10 năm, cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng vừa chấm dứt, cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám chỉ kéo dài được 9 năm. Tại Huế, gia đình ở trong nhà kho đồ lính tại kho sách cũ, nay là 111 Mai Thúc Loan. Bà Loan vừa làm cật lực, ngày đêm bên khung dệt, vừa dạy các con học tập vất vả. Ông thì tập trung sức cho khoa thi Mậu Tuất năm 1898, nhưng rồi cũng trượt do bài làm có vẻ ngang ngạnh và phạm húy, và phải đợi 3 năm nữa mới tới khóa thi sau. Mà đời sống kinh tế lại quá chật vật, nên ông phải đi dạy ở làng Dương Nỗ và mang cả hai con đi cùng. Riêng bà Loan vẫn ở nhà dệt thuê vì đó là thu nhập chính của gia đình.
Tại Dương Nỗ, ông Sắc bắt đầu dạy con trai học thay vợ và nhận ra trí thông minh lạ lùng của con, đúng như bà Loan đã phát hiện. Đây là những hình ảnh tư liệu của ông Sắc ở nhà ông Nguyễn Sĩ Độ tại làng Dương Nỗ. Cậu Cung cùng học với các bạn và các anh lớn ở lớp trên là chính, thỉnh thoảng mới được cha kèm cặp thêm. Trong các di tích lưu niệm về Bác tại Huế, đáng chú ý nhất ngoài làng Dương Nỗ và 112 Mai Thúc Loan, còn có miếu âm hồn nơi cậu Cung thường hay đến tham dự những buổi cúng tế những người Việt Nam bị Pháp tàn sát. Riêng làng Dương Nỗ đã trở thành kho ký ức tuổi thơ nồng nàn của Nguyễn Sinh Cung. Những giờ phút vui chơi ở đình làng, am bà hay trên mặt sông Phổ Lợi cùng bạn bè đã dần hình thành tình làng nghĩa xóm trong tuổi ấu thơ. Nỗi đau lớn nhất của Nguyễn Sinh Cung là sự ra đi của người mẹ trẻ thân yêu mới 33 tuổi khi cha và anh trai đang ở ngoài quê do ông Sắc nhận nhiệm vụ ra coi thi ở Thanh Hóa vào năm 1900. Thảm họa diễn ra khi cậu mới 11 tuổi. Ngoài cái chết của mẹ còn là sự ốm đau của cậu em trai mới 2 tuổi. Những ngày cuối năm ấy, mình cậu đã bồng em đi xin sữa. Nhưng rồi em trai Nguyễn Xin cũng ra đi trên tay cậu. Nỗi đau của gia đình cộng với nỗi đau đất nước mà cậu cảm nhận tại miếu âm hồn đã hằn sâu trong tâm thức và hun đúc chí trai. Sau khi mẹ mất, Nguyễn Sinh Cung theo cha về Nghệ An, sống trong một ngôi nhà lớn trong khuôn viên khoảng 2.500 m² do dân làng xây cho ông Sắc. Sự tổn thất quá lớn do mất cả mẹ và em trai chỉ trong 2 năm khiến cả nhà bàng hoàng. Nhưng rồi cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cậu Cung được cho theo học với nhà nho là Dương Thúc Quý, sau đó xuống trường tiểu học Pháp Việt ở Vinh, học tiếng Pháp với thầy Lê Văn Miến, từng tốt nghiệp trường thuộc địa Paris. Năm 1906, ông Nguyễn Sinh Sắc vào Huế nhận chức, đem theo cậu Cung lúc này có tên là Nguyễn Tất Thành, cho học tiểu đẳng trường tiểu học Pháp Việt Đông Ba. Đã có vốn học từ Vinh, nên cậu học rất giỏi. Sau năm cuối của bậc tiểu học, Nguyễn Tất Thành được nhập lớp trung đẳng trường Quốc học Huế, một ngôi trường danh giá của cả xứ Đông Dương, được người Pháp thành lập theo đạo dụ của vua Thành Thái từ năm 1896, để dần dần thay thế trường Quốc Tử Giám là trường ngoại giao đã có từ lâu đời. Người Pháp rất tự hào và đề cao, coi trường Quốc học như một thiên đường của trường học. Tại đây, cậu được gặp lại thầy Lê Văn Bí, người từng học cùng với khâm sứ trung kỳ Septier tại trường Quốc học Paris trước kia. Lúc này ở Huế có phong trào học để tóc ngắn, gọi nhau là đồng bào. Trong thời gian đó ở Quảng Nam có phong trào chống thuế, đều có Nguyễn Tất Thành tham gia. Bọn thực dân đàn áp dã man, máu loang trên cầu Tràng Tiền. Các lãnh tụ như Trần Quý Cát bị chém đầu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng bị đẩy ra Côn Đảo. Ở Nghệ Tĩnh, hàng loạt chiến sĩ cách mạng đều bị đàn áp, bắn giết và tù đày. Nguyễn Tất Thành bị cảnh cáo, còn cha ông thì bị khiển trách về hành động của con. Từ năm 1909, phong trào Đông Du của cụ Phan cũng tan rã do lệnh trục xuất lưu học sinh Việt Nam. Tình hình đất nước rất căng thẳng, không khí chính trị ngột ngạt. Theo sự mô tả của cụ Phan Bội Châu, thì vào mùa hạ và mùa thu năm 1908, dân Trung Kỳ bị tàn sát về siêu thuế, các chiến sĩ Bắc Kỳ hy sinh nhiều, các thương hội, học hội kế tiếp nhau tan rã, các đồng chí tâm huyết, người chết, người tù đầy, chân trời tiều tụy, nước mắt khô ngang. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã sưu tầm rất nhiều tư liệu giá trị về việc Nguyễn Tất Thành học tập và tham gia đấu tranh tại trường Quốc học Huế. Tháng 7 năm 1909, ông Nguyễn Sinh Sắc phải đổi vào làm tri huyện Bình Khê Bình Định. Nguyễn Tất Thành ở lại Huế học tiếp. Lý do mà người Pháp đẩy ông Sắc ra khỏi Huế là vì không ngăn cản được con trai ông hoạt động chống nhà nước bảo hộ. Câu nói nổi tiếng, quan trường là nô lệ trong đám người nô lệ, còn nô lệ hơn nô lệ, thể hiện đầy đủ tâm trạng nhận thức của nhà nho Nguyễn Sinh Sắc trong tình cảnh nhốn nháo lúc bấy giờ. Để mật thám theo dõi giáo diết và lại học là để làm quan, không phải là chi hướng của mình, nên Nguyễn Tất Thành đã thôi học, bí mật rời Huế vào Nam. Trên đường cậu đã ghé thăm cha đang làm tri huyện ở Bình Khê, là khu vực anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ. Trung Kỳ bảo hộ, Bắc Kỳ nửa bảo hộ đã biết rõ rồi. Đây chính là lúc xem xét kỹ xuống thuộc địa Nam Kỳ,
để từ đó nghĩ ra phương cách cứu dân, cứu nước. Khi rời Bình Định vào Phan Thiết, anh thực sự không ngờ đây là lần cha con vĩnh biệt. Ngôi chùa Phước An là nơi Nguyễn Tất Thành từng lui tới để tránh sự theo dõi của mật thám. Cơ sở của anh ở Phan Thiết là cụ nghè Trương Gia Môn cùng một số chiến sĩ yêu nước tụ tập về đây, không muốn làm việc cho triều đình bạc nhược. Họ cũng lập nên hãng nước mắm Liên Thành, gồm 3 bộ phận: Liên Thành Thương Quán, Liên Thành Thư Xã và Liên Thành Học Hiệu, nơi anh Thành dạy học, tức trường Dục Thanh. Trường Dục Thanh nằm bên bờ sông Cà Ti, có địa thế rất đẹp, đã được tu sửa để trở thành khu di tích lịch sử nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận bởi nó gắn bó mật thiết với thời trai trẻ của Bác Hồ. Mặc dù chỉ ở Dục Thanh có mấy tháng, nhưng tình cảm thầy trò hết sức đậm đà, thân thiết, thậm chí thiêng liêng. Tại đây, anh đã tìm hiểu nhiều về các nhân sĩ nổi tiếng vùng lục tỉnh. Nguyễn Thông lập ra hãng Liên Thành, trong đó có 2 con trai của cụ Nguyễn Thông và cụ Trương Gia Mô, bạn thân của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Họ là một tổ chức yêu nước, quần tụ những người có chí khí, cùng nhau kinh doanh, gây dựng phong trào và truyền bá tư tưởng chống Pháp, giúp đỡ các hoạt động cách mạng, trong đó có chủ tịch tương lai, đó là chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại trường Dục Thanh, thầy Thành phụ trách môn Hán Văn, Pháp Văn, Quốc Ngữ và Thể Dục cho lớp nhì, dạy cho các em kiến thức và tư tưởng tiến bộ, truyền hơi thở của thời đại, lòng yêu nước, nổi niềm suy tư về vận mệnh của dân tộc, cách hướng tới tương lai bằng ý chí tự chủ, về đạo lý cha ông và tư cách làm người. Có thể nói, chính trường Dục Thanh là nơi Bác Hồ mở đầu sự nghiệp giáo dục thanh niên mà người theo đuổi suốt đời, đó là tình dân nghĩa nước, là ý chí bất khuất, là khát vọng độc lập tự do. Trong thời gian này, được coi là bước chuẩn bị cho cuộc hành trình cách mạng vĩ đại kéo dài 60 năm, góp phần làm thay đổi vận mệnh của đất nước và một số bộ phận quan trọng của xã hội loài người sau này. Từ lúc đang là người đi học, trở thành người dạy học, Nguyễn Tất Thành đã trải qua một bước ngoặt quan trọng trong giai đoạn tuổi trẻ của đời mình. Ý thức về bản thân và sự nghiệp đã có sự trưởng thành vượt bậc, quá trình âm thầm nuôi chí lớn đã có một bước tiến mạnh mẽ. Bên cạnh lòng tự tôn và bản lĩnh được nâng cao qua môi trường sống ở Phan Thiết, ở môi trường cùng đám trẻ thân yêu và các đồng nghiệp đáng kính, con đường Nam Tiến và xa hơn nữa là Tây Tiến đã được trừ liệu từ trước. Lặng lẽ và kiên quyết, một chương trình mới về kiến thức, về bộ mặt trọn vẹn của đất nước, về một thế giới bao la đang ở phía trước. Cần phải hiểu thật kỹ bản chất những gì đang diễn ra, trong đó có quan hệ với những con người, giữa các dân tộc, để tìm ra lối thoát cho đất nước. Với suy nghĩ nung nấu đó đã thúc giục người thanh niên này nhanh chóng rời Phan Thiết vào Sài Gòn, thủ phủ của một phần tổ quốc đã bị người Pháp chiếm đoạt. Với sự giới thiệu của cụ nghè Trương Gia Mô, bác được đón về sống ở một xóm nghèo của khu dân lục tỉnh bên cạnh sập cái bần, có tên là xóm Chiếu, nay thuộc đền Cô Bác, quận 1. Sau đó về chi nhánh của Liên Thành Thương Quán, nay là số 5 Châu Văn Liêm, quận 5. Mục tiêu đầu tiên những ngày sống ở Sài Gòn là quan sát xã hội thuộc địa, chế độ cai trị trực tiếp của nhà nước thực dân, đồng thời chuẩn bị cho chuyến viễn dương trời Tây để tìm hiểu thế giới. Bác xin vào học việc ở một trường thợ, trở thành thợ máy, sau đó làm nghề bốc vác ở cảng Sài Gòn với quyết tâm làm bất cứ việc gì để sống và được đi. Thời gian làm việc trên đất cảng, bác đã hiểu được thêm sự gian khổ cùng cực của dân phu và nỗi nhục nhã của họ, đồng thời truyền cho họ niềm tin vào bản thân mình. Nếu muốn đổi đời thì phải biết học hỏi, tiếp thu sự văn minh. Rõ ràng Nguyễn Tất Thành đã vượt lên trên những người yêu nước cùng thời trong lĩnh vực tư tưởng bằng một phương pháp luận tiên tiến để tìm chân lý, bằng tinh thần tự lực cao độ để vươn lên, để làm việc lớn. Có lẽ không một ai trên mảnh đất phồn hoa và đau khổ này hiểu được rằng bến cảng Nhà Rồng đang lặng lẽ chuẩn bị cho một chuyến ra đi âm thầm quả cảm, lãng mạn và cao cả của một vĩ nhân. Và cuộc hành trình của vĩ nhân đó như thế nào, xin mời quý vị đón xem vào số tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Lịch sử nhân loại, một phần được hình thành bởi sự di chuyển của những dân tộc, những cộng đồng, những binh đoàn và những vĩ nhân.
chuyến ra đi 30 năm của Nguyễn Tất Thành đã trở thành một hành trình kỳ lạ và vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Theo dòng thời gian, nó hòa vào ký ức nhân gian với hình ảnh Đô đốc Latut Chevin rời cảng Nhà Rồng ngày 5 tháng 6 năm 1911, mang theo một nhân vật lạ lùng, một chàng trai 21 tuổi, cô đơn, quả cảm với tên gọi là Văn Ba, vượt trùng dương bao la, quyết đi tới những chân trời xa lạ. Những trang hồ sơ này đã trở thành một tư liệu quý để chúng ta hiểu được một phần những gì đã diễn ra cách đây hơn một thế kỷ trong cái đêm dài nô lệ ấy của đất nước. Một chuyến ra đi với khát khao tìm hiểu thế giới, đun nấu ý chí đổi đời cho đất nước bằng một trái tim nồng nàn, một tâm hồn cao cả, một ước nguyện mãnh liệt, bắt đầu từ hai bàn tay trắng về những công việc nhọc nhằn gian lao của người phụ bếp. Đó là chuyến ra đi đầy chất phiêu lưu của một nhà cách mạng trẻ tuổi. Trước mặt không chỉ là biển cả mênh mông mà còn là một biển trời sâu thẳm đầy sóng gió. Sau lưng là quê hương, quằn quại nỗi đau thương, mong ngóng ngày trở về. Singapore, nơi con tàu Latut Chevin dừng chân chạm đầu tiên trên hành trình vạn dặm. Đây là căn cứ chiến lược của người Anh ở Đông Nam Á, nằm trên con đường hàng hải huyết mạch Đông Tây. Văn Ba đến đây vào ngày 8 tháng 6 năm 1911. Chỉ có vài ngày ngắn ngủi ở xứ thuộc địa này, lần đầu tiên anh đã thấy được cảnh đời nô lệ bên ngoài biên giới Việt Nam. Và anh hiểu rằng bọn chủ thực dân ở đâu cũng vậy. Hàng trăm dân tộc nhược tiểu, hiền lành, kém phát triển đã rơi vào ách thống trị khắc nghiệt, vô nhân đạo của bọn thực dân, mà dân tộc Anh chỉ là một trường hợp. Sau này, có nhiều lần trở lại những chuyến đi đầu tiên này đã cho anh hiểu rằng cái luật đời lang sói, cá lớn nuốt cá bé có từ thượng cổ vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Và tự hỏi rồi đây, liệu đàn sư tử hung tàn tới một lúc nào đó có thể sống hòa bình bên cạnh đám cừu non hay không? Đó quả là vấn đề nan giải nhất của nhân loại. Lại rời bến rồi lại ra đi, phía trước vẫn là biển cả mênh mông, là đường đời bất tận. Anh tới Colombo ngày 11 tháng 6 năm 1911. Đây là thủ phủ xứ Phật giáo Tích Lan, đã nổi tiếng từ thời Hoàng Kim Ai Dục Đế, vị Phật Hoàng vĩ đại của xứ Ấn Độ, một xứ sở mà người dân đang bị bóc lột tàn khốc bởi chế độ thực dân Anh. Tàu của Văn Ba đi xuyên dọc kênh Suez và dừng lại ở cảng Said, Ai Cập ngày 30 tháng 6 năm 1911. Thành phố này nằm trong đoạn đầu con kênh, nơi đó thông tới Địa Trung Hải, vẫn lam lũ khổ cực cơ hạt do sự bóc lột của nước Anh chủ nợ. Năm 1882, người Anh chiếm Ai Cập. Năm 1914, tức 3 năm sau khi Văn Ba tới, thì họ thiết lập chế độ bảo hộ đối với nước này, một quốc gia đã có tới 6.000 năm lịch sử với 30 triều đại pharaoh rực rỡ từ năm 3.200 đến 323 trước công nguyên. Kênh Suez dài 195 km nối thành phố Suez trên bờ Hồng Hải với cọt Said trên bờ Địa Trung Hải, mở ra cánh cổng thông thương từ Ba Tư đến Bắc Hải mà không qua mũi Hảo Vọng. Công trình được khởi công từ năm 1859 đến năm 1869 thì hoàn thành. Sau đó, bị người Anh thiết lập sự kiểm soát quân sự tới năm 1954. Năm 1956, Ai Cập quốc hữu hóa để thu lại chủ quyền. Marseille, ngày 6 tháng 7 năm 1911. Lần đầu tiên, Văn Ba đặt chân đến đất Pháp. Sau một hành trình khá dài, từ bờ Nam lên bờ Bắc Địa Trung Hải, một vùng biển nằm giữa đất liền nổi tiếng của thế giới. Vậy là anh đã tới Marseille, tới nước Pháp, một trong những cường quốc văn minh nhất của thời đại, một quốc gia được cả thế giới ngưỡng mộ, cũng đồng thời là kẻ cuồng bạo đang thống trị quê hương Anh một cách tàn ác. Phải nhìn thật kỹ đất nước này thì mới định liệu được cách đối xử với nó. Sự vĩ đại của nền văn hóa Pháp là điều không cần phải bàn. Những giá trị nhân văn to lớn mà tuyên ngôn nhân quyền đã công bố: mọi người sinh ra tự do và bình đẳng, và mãi mãi tự do và bình đẳng, đã gieo nhiều hy vọng
không chỉ cho đất nước Pháp mà còn cho cả loài người. Giờ đây, đang giữ một vị trí như thế nào trong xã hội nước Pháp và tại sao người Pháp lại hành động trái ngược hoàn toàn ở Việt Nam? Phải lý giải cho được ngọn nguồn thì mới xác định rõ được phương pháp hành động để thoát khỏi được kiếp siêng gông tàn bạo. Đó chính là mục tiêu cao nhất của chuyến phiêu lưu góc biển chân trời này, mà nước Pháp chỉ là một điểm đến. Khi đặt chân tới Pháp, chàng trai Việt Nam lúc đó hết sức hồi hộp với tâm trạng ngỡ ngàng, hào hứng của tuổi đôi mươi, nhất là trong hoàn cảnh một mình bơ vơ nơi đất khách. Marseille là thành phố vừa sang trọng vừa bình dân, có đủ độ phong trần để đương đầu với mọi cung bậc của xã hội, của thời cuộc, để thản nhiên đi giữa dòng đời với đủ tự tin của kẻ từng trải. Có lẽ Văn Ba cũng nhận ra điều đó, bởi nó rất giống bản thân anh gần một thế kỷ trôi qua với biết bao thay đổi. Có lẽ chính chàng trai lẻ loi 21 tuổi này phiêu bạt ở xứ xa lạ này đã khiến cho đồng bào hậu thế của anh thực sự xúc động. Marseille là một thành phố điển hình đa sắc tộc, một thành phố quốc tế, có rất nhiều quốc tịch quần cư ở đây, mang theo đủ mọi tập quán, màu da, tính cách, ngôn ngữ, đa phần là bình dân, thậm chí là lam lũ. Đó là một xã hội mở để mọi người hòa nhập. Tuy nhiên, nói tới Marseille, trước tiên cần hiểu rằng đây là thủ phủ quân vùng Phờ-rô-phăng nổi tiếng, được coi là mảnh đất đẹp nhất nước Pháp và cả vùng địa Trung Hải, với vùng bờ biển xanh da trời hoặc cõi thiên thai được cả thế giới ngưỡng mộ. Với một người lần đầu tiên tới đây, một cái nhìn bao quát rất là cần thiết. Sau này Bác Hồ còn trở lại Marseille nhiều lần, trong đó có chuyến tham dự Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ nhất vào năm 1921 và chuyến thăm Pháp năm 1946. Còn giờ đây đã đến lúc phải giã từ, bởi con tàu La Tour-Joyville phải lên đường tới tận xứ Normandy xa xôi ở miền Bắc. Le Havre là hải cảng lớn thứ hai của nước Pháp sau Marseille, nằm trên bờ biển Măng thuộc xứ thượng Normandy gần với nước Anh. Nguyễn Văn Ba tới đây vào ngày 15 tháng 7 năm 1911 theo hành trình của tàu biển bao quanh bán đảo Iberia và xuyên dọc gần hết Đại Tây Dương của nước Pháp. Đây là thị trấn Saint-Antoine ở ngoại ô Le Havre, nơi Văn Ba dừng chân hành nghề làm vườn khoảng vào năm 1911. Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 1911, Văn Ba còn theo hành trình của tàu Joyville đặt chân lên nhiều địa phương nước Pháp, trong đó có thành phố cảng Dunkerque cũng trên bờ biển Măng, giáp với nước Bỉ. Thành phố Le Havre từ thế kỷ 19, nổi tiếng về xuất cảng cà phê chế biến và bông sợi, cũng là cảng trung chuyển giữa châu Mỹ và châu Âu. Năm 1944, cả thành phố là một pháo đài của quân Đức, bị quân Anh ném bom tàn phá nặng nề. Dân số hiện nay chỉ khoảng hơn 190.000, là cảng thứ 5 thế giới về trọng tải và thứ nhất nước Pháp về container. Thành phố rất tự hào về lịch sử và văn hóa của mình và là quê hương của nhiều nhân vật lỗi lạc và khối tượng đài kỷ niệm dính líu của các công dân địa phương đối với Đông Dương, một quá khứ chẳng lấy gì làm vinh quang của người Pháp. Trong một thời gian sống trên đất Pháp, Văn Ba có dịp tiếp xúc và ngưỡng mộ nền văn minh phương Tây, đồng thời cùng hiểu rõ được lòng dạ của chủ nghĩa tư bản và đưa ra nhận xét cũng có người Pháp tốt, người Pháp ở Pháp thì tốt và lễ phép hơn người Pháp ở Đông Dương. Dân lao động Pháp cũng cùng cực như dân Việt Nam, chỉ có bọn thống trị là độc ác xấu xa. Thật ra, không phải đợi tới Pháp bác mới nhận ra điều này, nhưng phải được chứng kiến bác mới khẳng định rồi yên tâm viết lên mặt giấy. Thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, lần theo chuyến đi vòng quanh châu Phi của bác trên con tàu La Tour-Joyville. Đây là cường quốc hàng hải nổi tiếng trong thế kỷ xa xưa, khi mà các nhà truyền giáo của họ có mặt rất sớm ở phương Đông, trong đó có nước ta. Bồ Đào Nha là một trong hai nước hợp thành bán đảo Iberia nằm trên bờ Đại Tây Dương, có biên giới duy nhất với nước kia là Tây Ban Nha. Anh Nguyễn đến đây vào năm 1912. Vào thế kỷ thứ 15, nước này là một cường quốc thương mại. Thế kỷ 16 họ thống trị Brazil và một số nơi ở châu Phi và châu Á. Cùng với Tây Ban Nha, họ trở thành cường quốc thực dân rất sớm. Con tàu của Bác Hồ từ Tây Ban Nha vượt qua El Vizanta rộng 15 km, ngăn đôi châu Âu và châu Phi, vào địa Trung Hải, đi ngược chiều về phía đông mà vòng quanh châu Phi.
đầu tiên qua Maroc rồi đến Algeria, quốc gia châu Phi lớn nhất Địa Trung Hải. Tiếp theo là Tunisia, cũng là một thuộc địa của Pháp như Maroc và Algeria. Rồi Libya, Ai Cập, qua cảng Said, kênh Suez, dọc theo Hồng Hải ra vịnh Aden, vùng biển Đông Nam châu Phi, rồi dọc theo bờ biển Tây Phi, ghé thăm hàng loạt các quốc gia của lục địa đen, phần lớn nằm dưới sự cai trị của các cường quốc thực dân châu Âu. Hành trình châu Phi đã góp phần quan trọng trong sự trưởng thành, nhận thức và tâm hồn của nhà cách mạng trẻ tuổi. Sự thống trị hà khắc, nỗi thống khổ khôn cùng với cảnh nhân phẩm và cuộc sống bị chà đạp thô bạo đã làm quặn đau trái tim nhân hậu, đồng thời bộc lộ rõ ràng bản chất của chủ nghĩa tư bản cùng với chế độ thực dân tàn bạo mà nó sinh ra. Cũng chính từ chuyến đi này mà tình yêu thương đồng loại bị áp bức, bị bóc lột, không phân biệt quốc gia dân tộc càng nồng nàn trong trái tim anh, góp phần tạo nên phẩm chất sáng ngời về tinh thần quốc tế của Nguyễn Ái Quốc là Hồ Chí Minh sau này, được cả thế giới khâm phục và kính trọng. Nó cũng góp phần tạo nên tính kiên định cách mạng, ý chí đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng con người và giải phóng dân tộc mà Bác Hồ đã theo đuổi trong suốt cuộc đời gian lao, trong sáng và vĩ đại của mình. Đã hơn một thế kỷ trôi qua, bão táp chiến tranh đã nhiều lần hủy diệt cuộc sống trên mặt địa cầu, cũng chỉ vì tham vọng xấu xa đê hèn của những kẻ có quyền lực. Nhưng nhân loại vẫn tồn tại và trưởng thành, trong đó có chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời đã hơn nửa thế kỷ, nhưng nhân cách và tấm gương của ông đã trở thành bất tử. Chúng ta đang đi theo hành trình của Bác. Ta đang bước lên dấu chân xưa, phiêu lưu, can đảm và đơn độc của người anh hùng trên con đường kiếm tìm và giành lại tự do cho dân tộc và cho toàn nhân loại. Một thứ tự do đích thực, cao quý, chứ không phải thứ tự do bánh vẽ đã từng gây thất vọng cho cả loài người. New York. Khoảng cuối năm 1912, Nguyễn Tất Thành đã tới miền Đông nước Mỹ trên tàu Matut Chevin từ Pháp, vòng quanh châu Phi, vòng sang châu Mỹ rồi tới New York, đi qua hàng loạt quốc gia trên cả ba lục địa Âu, Phi và Mỹ. Khi tới thăm bức tường vĩ đại này, chàng trai Việt Nam ghi lại cảm tưởng như sau: ánh sáng trên đầu thần tự do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân thần thì người da đen bị chà đạp. Bao giờ thì người da đen hết bị chà đạp? Bao giờ thì người da đen và người phụ nữ được bình đẳng? Và bao giờ mới có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Thật ra cho tới lúc này, Nguyễn Tất Thành đã bắt đầu nắm được bản chất khái quát của thế giới hiện tại. Đó là thiểu số người giàu cai trị và áp bức người nghèo. Các nước giàu mạnh xâm lược, thống trị, đàn áp các nước nhược tiểu, bạo lực, bất công, bóc lột thay cho tự do bình đẳng bác ái, bởi chỉ là những ước mơ xa vời. Bằng con mắt tinh đời và trái tim nhạy cảm, chàng trai đã thấu hiểu được lòng dạ lang sói của nước Mỹ tư bản. Sản phẩm tinh thần độc đáo mà nó đóng góp cho nền văn minh nhân loại không phải là những gì ghi trong tuyên ngôn độc lập, mà chính là hoạt động của tổ chức 3K này. Sự tàn độc lạnh lùng của nó sau này chỉ có Hitler, Pol Pot và bọn giết người ở Sơn Mỹ gọi là thảm sát Mỹ Lai mới có thể sánh nổi. Dưới gầm trời này, giai cấp cần lao chỉ có thể sống đời nô lệ dưới sự đầy đọa của đồng loại giàu có, tham lam, độc ác và tàn bạo. Các dân tộc bị áp bức chỉ có thể quằn quại, rên suýt dưới gót giày của kẻ xâm lược. Giá trị nhân danh của cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ đã bị phản bội ngay từ khi nó mới ra đời và trở thành những cái bánh vẽ. Các đời Tổng thống Lincoln, Jefferson, Washington là thực sự vĩ đại, nhưng cũng không thể giải phóng được dân chúng bần cùng và các dân tộc bị áp bức, mà chỉ thay đổi được xiềng xích này bằng xiềng xích khác, bởi các ông không chủ trương và cũng không có khả năng kiềm chế và ngăn chặn lòng tham vô độ về quyền lực, lãnh thổ và của cải của con người. Khu Harlem là nơi Nguyễn Tất Thành hay lui tới, bởi đây là cái đáy của nước Mỹ, nơi bộc lộ rõ nhất bản chất của xã hội tư bản. Thời gian từ năm 1890, tức là lúc đó Bác ra đời,
tới trước Thế chiến thứ nhất, tức là lúc bác tới đây, Hoa Kỳ đã trải qua một thời kỳ phát triển rực rỡ với nhiều chính sách lớn. Hoàn cảnh người nghèo đã được cải thiện một phần, nhưng sự bần cùng đã thể hiện rất rõ ở khu vực da đen như một sự tương phản giàu nghèo mạnh mẽ, chẳng khác gì ở Việt Nam trong thời kỳ đó. Nhận thức rõ được bản chất của xã hội Mỹ là hết sức quan trọng, bởi nó giúp cho con người ta không sa vào cái bẫy ảo tưởng. Giáo sư người Mỹ từng nghiên cứu về Hồ Chí Minh, bà Mori Zartner cho rằng: "Tôi nghĩ rằng Hồ Chí Minh đã học hỏi được nhiều điều trong những ngày ở nước Mỹ qua những tác phẩm viết về những cuộc hành trình của người da đen. Có thể thấy, Hồ Chí Minh đã nhận thấy sự tàn bạo của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Hồ Chí Minh là một người nhạy cảm, ông đến từ một nước thuộc địa và trải nghiệm thực tiễn trong một xã hội thực dân. Ông là một trong những người đầu tiên không phải người Mỹ viết về nạn phân biệt chủng tộc, về chủ nghĩa đế quốc, về những bất công trong chủ nghĩa xã hội tư bản. Ông đã từng làm thuê trên tàu biển, làm thuê để kiếm sống ở New York, Boston, chứng kiến những người thống khổ của người nghèo bị áp bức không có cuộc sống như đúng nghĩa của nó. Do vậy, ông cũng đã nhận thức ra vấn đề liên quan đến giai cấp và ông sớm bộc lộ sự cảm thông và đoàn kết của những người lao động, những người bị bóc lột trong xã hội." Nguyễn Tất Thành tìm hiểu rất nhiều về hoàn cảnh của người da đen ở Mỹ, nhất là phong trào nhân quyền kéo dài tới gần 300 năm mòn mỏi, ngay từ khi họ mới được đưa từ châu Phi sang dưới dạng nô lệ. Có thể tạm chia xã hội Mỹ thành các nhóm sau đây: trên cùng là bọn thống trị và nhà giàu, tiếp đến là lớp trung lưu da trắng, dưới là dân lao động da trắng hoặc gốc Âu, cuối cùng là dân lao động gốc Phi, không kể những người da đỏ ngoài lề bị cướp mất đất và bị dồn vào rừng núi. Dưới con mắt Nguyễn Tất Thành, cái trật tự xã hội ấy sẽ bất di, bất dịch theo đúng bản chất của nó. Đó chính là một trong những kết luận quan trọng và sáng suốt nhất của Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Số phận bi thảm sau này của nhà lãnh đạo tinh thần da đen, Luther King là một ví dụ minh chứng cho điều đó. Mâu thuẫn xã hội rõ ràng không có lối ra. Mặc dù phong trào đấu tranh diễn ra liên tục và mạnh mẽ, một đất nước như thế làm sao có thể giúp được các nước nhược tiểu như nước ta thoát khỏi vòng nô lệ? Không kể sau này, nó còn trút hàng triệu tấn bom và chất độc xuống hủy diệt quê hương, tàn sát dân ta còn dã man hơn cả giặc Pháp. Khu Brooklyn này là nơi Nguyễn Tất Thành đã từng giúp việc cho người Mỹ để kiếm sống, để tìm hiểu, học hỏi. Sau này Bác Hồ đã có một số lần yêu cầu sự giúp đỡ của người Mỹ trong các hoạt động cách mạng của mình, nhưng đều xuất phát từ lòng thiện chí và ý nguyện tranh thủ, chứ không phải vì ảo tưởng. Ví dụ như năm 1919, Bác gửi thư yêu cầu Tổng thống Wilson ủng hộ quyền độc lập của Việt Nam, nhưng lập tức bị phớt lờ. Giáo sư Sophie Quinchard, một nhà nghiên cứu về châu Á, tác giả cuốn Hồ Chí Minh những năm tháng đã qua, giáo sư sống ở Sài Gòn từ năm 1973 đến năm 1975, sau đó sang nghiên cứu về Hồ Chí Minh tại Nga và Pháp, bà cho rằng: "Tôi nghĩ rằng Hồ Chí Minh đã sang Mỹ hai lần, sau lần đầu tiên vào năm 1912, khi đó ông làm việc trên một chiếc tàu buôn của Pháp. Nhưng giai đoạn sau đó thì chúng ta cũng không có những bằng chứng cụ thể để xác định cụ thể Hồ Chí Minh đã đi đâu và làm gì. Chỉ biết rằng ông đã quay trở lại châu Âu, đã sống và làm việc ở Anh. Từ đó, ông đã gửi một bức bưu thiếp cho Phan Chu Trinh ở Paris. Hồ Chí Minh đã có rất nhiều hoạt động đấu tranh vì quyền lợi của dân tộc Việt Nam tại hội nghị hòa bình được tổ chức tại Paris. Sau này, cũng có một tài liệu nhắc đến một người Việt Nam nào đó đã đến Mỹ vào tháng 2 năm 1917. Tôi nghĩ rất có thể đó chính là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã viết rất nhiều bài báo cho Quốc tế Cộng sản. Qua đó cho thấy, ông đã nhìn thấy rõ sự bất công trong xã hội Mỹ. Ông cũng đã nhận thấy được nhiều vấn đề được nêu ra trong bản tuyên ngôn độc lập và trong hiến pháp của nước Mỹ. Trong quá trình hoạt động chính trị, Hồ Chí Minh cũng đã nghiên cứu kỹ về hình thái xã hội ở Mỹ cùng với hình thái xã hội của Liên Xô và nhiều nước khác, được chia làm hai nhóm nước: các nước bóc lột và các nước bị bóc lột. Có thể là lý do mà tại sao Hồ Chí Minh lại đưa ra một số nội dung của tuyên ngôn độc lập của Mỹ vào trong bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Nhưng chắc chắn một điều, Hồ Chí Minh là người có một sự nhạy cảm và sự nhận biết tinh tế về chính trị để phân biệt những mặt tích cực
và những mặt tiêu cực của hình thái xã hội của Mỹ, ông đã nhận thức một vấn đề quan trọng, đó là nước Mỹ không thể giúp Việt Nam bảo vệ dân tộc. Bà Quinchet nghĩ rằng Hồ Chí Minh đã chia sẻ những tư tưởng này. Ông đã tham gia nhiều cuộc thảo luận với chủ đề điều gì đang xảy ra ở phương Tây và sự cần thiết của độc lập dân tộc. Tôi hình dung ra rằng qua việc tìm hiểu về cách đối xử dã man đối với người da đen, Hồ Chí Minh nhận thấy rõ sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản. Trong quá trình Hồ Chí Minh lao động kiếm sống ở những nơi khác nhau trên đất Mỹ, ông đã nhận ra khoảng cách ngày càng giãn ra giữa những người giàu và người nghèo, và điều đó thôi thúc Hồ Chí Minh đứng lên đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của người lao động. Họ cần có thức ăn, nhà ở, giáo dục, hưởng thụ văn hóa. Và đối với nhiều người Mỹ, Hồ Chí Minh thực sự là một biểu tượng của cuộc đấu tranh vì sự công bằng và tiến bộ xã hội. Tuyên ngôn độc lập là văn bản được Nguyễn Tất Thành rất chú ý. Anh si mê những lý tưởng cao đẹp mà nó đề ra, nhưng cũng nhìn nó bằng con mắt tỉnh táo khi đối chiếu với thực tế của xã hội Mỹ. Nó được Thomas Jefferson soạn thảo và được Đại hội Lục địa lần thứ 2 thông qua năm 1776. Chính trí tuệ và sự nhạy cảm của trái tim đã khiến cho Hồ Chí Minh luôn luôn minh mẫn và định hướng. Đi tiếp về hướng thành phố cảng Boston, nơi bác từng sống và làm việc, có hai sự kiện nổi bật, được gọi là ngòi nổ cho cuộc chiến tranh và độc lập, là cuộc tàn sát ở Boston và bữa tiệc trà Boston. Đó là vào đêm 5 tháng 3 năm 1770, lính Anh đã nổ súng làm 5 người dân bị chết, gây nên sự phẫn nộ lớn. Sự kiện thứ hai là vào đêm 16 tháng 12 năm 1773, một nhóm người ra cảng Boston leo lên 3 chiếc tàu của Anh, hất đổ 45 tấn trà xuống biển để chống thuế, châm ngòi cho cuộc xung đột lớn giữa mẫu quốc và thuộc địa, thúc đẩy nhanh chóng quá trình cách mạng, dẫn đến Đại hội Lục địa lần thứ nhất năm 1774 và Đại hội Lục địa lần thứ hai năm 1775, Tuyên ngôn Độc lập năm 1776, rồi cuộc đấu tranh cách mạng và sự kết thúc của nó bằng Hiệp định Paris năm 1783, chính thức nền độc lập của Hoa Kỳ. Ngày nay, Boston là một trong những thành phố xinh đẹp, thơ mộng nhất trên bờ đại Tây Dương, nơi có trường đại học Harvard nổi tiếng. Tòa khách sạn Omibaker House, nơi Bác Hồ đã từng làm việc, hiện vẫn là một trong những khách sạn sang nhất ở Boston. Nơi ở của Bác cách đây 1 km, hơn 150 năm trước. Baker House là khách sạn cao nhất của thành phố và trong thời gian gần đây được nâng cấp bằng 30 triệu đô la Mỹ, vẫn giữ nguyên dáng cũ. Nó được công bố là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng làm việc năm 1913. Rất nhiều chính khách lớn, trong đó có Kennedy, ông đã đọc bài diễn văn đầu tiên ở đây. Baker House rất tự hào về truyền thống và các vị khách của mình, đặc biệt nhất là Hồ Chí Minh thời trai trẻ. Gian chế biến bánh ngọt dưới tầng hầm, nơi làm việc của Nguyễn Tất Thành, riêng chiếc bàn đá bị sứt mẻ một góc, từ khi Bác còn làm việc ở đây, vẫn được giữ nguyên, không thay mới, cũng không sửa chữa để kỷ niệm tháng ngày của một vĩ nhân cách nay cả thế kỷ. Từ Boston, đi tới nhà họa sĩ David Thomas, một trong số những người Mỹ làm việc lâu nhất ở Việt Nam, đồng tác giả cuốn Hồ Chí Minh, một chân dung cùng với nữ văn sĩ Lady Moton. Thomas vẽ rất nhiều về Bác Hồ và ông cho rằng khi tôi tham chiến ở Việt Nam, Hồ Chí Minh lúc đó 60 tuổi, nhưng tôi hoàn toàn không biết Hồ Chí Minh là ai. Ông đã từng đến Boston. Điều này không có trong các cuốn sách lịch sử của Mỹ. Ông đã sống ở New York, London. Ông là một nhà thơ, một nhà làm bánh, một triết gia. Ông nghiên cứu về tôn giáo, nghiên cứu về Marx. Ông tìm đọc về Jefferson. Tất cả những chi tiết đó đến cùng một lúc và tôi bắt đầu vẽ những bức chân dung Hồ Chí Minh. Đó là cách tôi tìm hiểu về Hồ Chí Minh, vì tôi là họa sĩ chứ không phải là nhà văn. Tôi chưa bao giờ cho rằng mình là nhà văn. Tôi dần hình dung về một bức tranh tổng thể về Hồ Chí Minh. Trước kia trong thời chiến tranh, khi tôi còn ở Việt Nam, tôi đã thấy nhẹ nhõm trước sự ra đi của Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, tôi tôn vinh cuộc đời ông. Tôi cho rằng ông nằm trong số những nhà lãnh đạo lớn của thế giới. Đã có một thời gian dài, một số người Mỹ đã nhận được hình ảnh sai lệch về Hồ Chí Minh. Bây giờ, người Mỹ cần phải nhìn nhận lại một cách chính xác Hồ Chí Minh là ai. Một hiện tượng đáng chú ý ở Washington là luôn có một dòng người gần như bất tận.
kéo về một chốn linh thiêng của thành phố, chẳng phải đài tưởng niệm các vĩ nhân, mà chính là bức tường ghi tên 58.000 binh lính Mỹ thiệt vong hoặc mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Từ lâu đã trở thành nỗi đau của nước Mỹ. Đó chẳng phải là niềm vinh quang theo quan điểm của chính phủ, mà là nỗi nhục trước thế giới, là tội ác đối với nhân dân Việt Nam. Điều thú vị là bản chất cường quyền, bành trướng và ác bá của chính quyền Mỹ đã được Nguyễn Tất Thành phát hiện và khẳng định rất sớm, ngay từ khi anh mới 22 tuổi, không cần phải đợi tới khi nước này viện trợ cho Pháp xâm lược Việt Nam, hoặc tới lúc họ sai Ngô Đình Diệm lê máy chém đi khắp miền Nam Việt Nam, họ giải thảm bom xuống Hà Nội hay tấn công một số nước có chủ quyền như Iraq. Chính thiên tài Hồ Chí Minh đã cảnh báo được mầm mống tai họa đối với thế giới từ rất sớm, ngay cả mảnh đất mà nó mới manh nha. Đó là sự nguy hiểm của sức mạnh khi nó đồng hành với niềm khát khao quyền lực, của cải và lãnh thổ. Phải hết sức cảnh giác và chớ có ảo tưởng. Bài học muôn đời này rất dễ thấm nhưng cực khó để làm theo. Đó thật sự là một di sản, bởi lý tưởng về tự do cho nhân loại không bao giờ được thực hiện bởi bàn tay của những kẻ chà đạp lên tự do của người khác. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất năm 1914-1918 mà nước Anh là một bên tham gia đã diễn ra phần lớn thời gian Bác ở nước Anh năm 1913-1917 đã giúp Bác hiểu rõ hơn về bản chất của chủ nghĩa tư bản. Đó là sự tranh giành quyền lợi, triệt hạ lẫn nhau vì lòng tham không đáy. Nguyễn Tất Thành rời nước Mỹ tới nước Anh vào năm 1913. Đây chính là dinh lũy lớn của chủ nghĩa tư bản, đồng thời là điểm sáng văn minh công nghiệp rực rỡ nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Mặc dù đã bị người Mỹ và người Đức cạnh tranh kịch liệt từ năm 1900 trở đi. London, thành phố này vẫn tráng lệ huy hoàng như ngày nào, nhờ bàn tay và khối óc và kiệt xuất của người dân Anh quốc. Nhưng niềm kiêu hãnh thì không còn như xưa, bởi hệ thống thuộc địa đã tan rã và thói quen theo đuôi Mỹ có từ năm 1946 vẫn không hề thay đổi. Nguyễn Tất Thành đã từng làm việc cật lực ở nhiều nơi để kiếm sống và để học tập, trong đó có Liverpool, London, Southampton. Công việc của Bác là làm thuê như quét tuyết cực khổ, phụ bếp, bồi bàn vất vả trong cái rét thấu xương ở xứ lạnh này. Rời London đến thành phố cảng Southampton, nơi Nguyễn Tất Thành đã từng sống một thời gian, vùng này các thế kỷ 17, 18, 19 rất quan trọng, là nơi xuất phát để sang Mỹ. Kiến trúc ở đây theo kiểu Elizabeth, mộc mạc và hơi cục mịch. Quảng trường Offsac vẫn còn đây, nhưng nhà số 10 là nơi Bác Hồ cư trú thì không còn, vì nhà cửa cũ đã bị phá gần hết. Riêng công viên xưa vẫn không thay đổi. Thành phố cổ có khoảng 200.000 dân. Người Anh từng coi đây là cổng lớn để đón cả thế giới. Mỗi năm có tới 300 ngày có tàu vào cảng. Từ thời La Mã, nơi đây đã là một thương cảng lớn của đế quốc. Chính từ đây, năm 1912, tức một năm trước khi Bác Hồ tới, con tàu số số Titanic nổi tiếng lớn nhất thế giới đã ra đi để vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy biển, chôn vùi cả ngàn người, trong đó có 100 công dân thành phố. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Southampton bị máy bay Đức ném bom hủy diệt. Có trận bom kéo dài liên tục tới 13 giờ, nên nhà cửa đã bị san bằng. Thời gian sống ở nước Anh hết sức quan trọng đối với quá trình nhận thức của Nguyễn Tất Thành trên nhiều phương diện, nhất là việc tiếp cận với nền văn minh công nghiệp, nền tảng văn học nghệ thuật, triết học cao siêu và sâu sắc, trong đó có các học thuyết về cách mạng. Bên cạnh đó là phong trào đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân chống lại sự đàn áp bóc lột của các chủ tư bản. Phong trào công nhân là một trong những hiện tượng xã hội mới mẻ, chỉ phát triển mạnh ở các nước công nghiệp, là nền tảng cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác. Đó là điều cực kỳ hấp dẫn đối với Nguyễn Tất Thành. Anh không chỉ ủng hộ và đứng về phe thợ thuyền lao khổ, mà trước hết là tán đồng cuộc đấu tranh đòi độc lập trong các đế quốc Anh, trong đó có nhân dân Ireland. Cũng tại đây, anh có dịp tìm hiểu kỹ chính sách cai trị của nước Anh đối với Trung Quốc, Ấn Độ và Châu Phi để tìm ra những tương đồng và dị biệt giữa Anh và Pháp. Việc tham gia thực tế các phong trào đấu tranh của công nhân
đã thúc đẩy anh quan tâm mạnh mẽ hơn tới tình hình thế giới, dự đoán những chuyển biến đã xảy ra để xác định phải làm trong hoạt động của mình. Con đường Westgaling ở phía tây London có một địa chỉ cực kỳ quan trọng, đó là khách sạn The Leighton Hall. Khi bác vừa tới đây, nước Anh vừa trải qua một thế kỷ cực thịnh và bắt đầu đứng trước sự thách thức của Mỹ và Đức. Đây là hình ảnh khách sạn vào năm 1900. Trông nó thật cổ kính, đầy cảm giác về thời gian. Công việc của Nguyễn Tất Thành chủ yếu là phụ bếp, đốt lò và bồi bàn. Vừa lao động, anh vừa học tiếng Anh và tìm hiểu về xã hội tư bản được coi là tiên tiến nhất thế giới này. Thời gian trôi qua, đã ngót một thế kỷ. Chứng tích còn đây, nhưng người xưa đã khuất. Sổ sách cũng không còn, tất cả tạo nên một cảm giác bùi ngùi. 23 tuổi, một mình bơ vơ nơi xứ lạ, sau một cuộc bôn ba nửa vòng trái đất, vượt muôn trùng biển cả chỉ để nuôi chí lớn. Rõ ràng, cái hận mất nước đã hun đúc nên sự bền bỉ và ý chí kiên cường một cách phi thường. Lịch sử nhân loại không thiếu, nhưng cũng không nhiều những tấm gương tương tự. Sử sách nói về việc Nguyễn Tất Thành làm việc ở đây, tuy nhiên, nhiều người dân trong khu vực đều biết đến điều này. Họ cho biết, tòa nhà này được xây dựng năm 1890, nước Anh bước vào giai đoạn cực thịnh từ trước đó gần 100 năm, với hàng loạt thành tựu lớn lao về quân sự, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn học, nghệ thuật, hàng hải và cả sự xâm lược bành trướng mở rộng thuộc địa chưa từng có. Nhìn sự hoen ố và già nua của công trình, ta có cảm giác quá khứ chưa chia xa, rằng bước chân chàng trai xứ Nghệ vẫn còn thấp thoáng đâu đây, đơn độc, quả cảm và u buồn. Thời gian này, Nguyễn Tất Thành có viết thư cho cụ Phan Châu Trinh, lúc đó đang sống ở Pháp, nhưng xét về cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, dự đoán về khả năng tác động của nó trong thời gian tới. Ngoài giờ làm việc đọc sách và học tiếng Anh, chàng trai còn tham dự thính tại những buổi diễn thuyết tại công viên Hoàng gia với nhiều đề tài hấp dẫn, hoặc tham gia hoạt động của công đoàn hải ngoại của những người châu Á, hoặc cùng biểu tình với công nhân Anh đòi tự do bình đẳng, rồi tiếp xúc với hội những người lao động Trung Quốc ở hải ngoại. Rời khách sạn ở Leighton Hall, Nguyễn Tất Thành tới làm việc ở khách sạn Khân Tân ở ngay trung tâm thủ đô London sang trọng. Khu này vẫn còn nhiều tòa lâu đài cổ cho tới nay. Công việc lúc đầu là rửa chén, sau đó do cần cù, anh được thợ làm bánh nổi tiếng là Epcot PA đưa lên làm việc ở chỗ ông, chuyên phục vụ những buổi đại tiệc với những chiếc bánh cầu kỳ. Công việc bắt đầu từ 5 giờ sáng tới trưa, rồi từ 5 giờ chiều tới 10 giờ đêm để có đủ tiền thuê nhà và mua bánh mì bơ, trả học phí 6 buổi tiếng Anh hàng tuần. Khách sạn cũ nay không còn, một tòa nhà hiện đại được thay thế có tên là nhà New Zealand, với một bảng chữ nhỏ bên ngoài nói rằng Hồ Chí Minh đã từng làm việc ở đây năm 1913. Ngoài công việc ở khách sạn vừa kể, Nguyễn Tất Thành còn làm nhiều công việc khác ở các thời điểm khác nhau như công nhân cảng, quét dọn tuyết ở trường học. Đó là những công việc quá nặng nề đối với một thanh niên Á Đông gầy yếu. Quý vị đã bao giờ có một buổi chiều lưu lạc nào đó trong đời, rồi liên tưởng tới bước chân phiêu lãng, cô đơn nuôi chí lớn ở mãi tận trời Âu của Nguyễn Tất Thành? Quý vị sẽ hiểu được thế nào là ý nghĩa cao đẹp nhất của cuộc đời một con người. Thiên hạ thiếu gì chuyện hàn vi của các vĩ nhân. Nhưng quả thật, thời trai trẻ phiêu linh từ bến nhà rồng của Nguyễn Tất Thành trải qua gần hết thế giới tới tận đảo quốc sương mù này, khiến cho ta có cảm giác như đó là một huyền thoại hoặc một nhân vật trong 1001 đêm vừa hư ảo vừa gần gũi. Bảo tàng Anh Quốc, một trong những địa chỉ văn hóa nổi tiếng nhất của châu Âu và của thế giới, đặc biệt là thư viện quý của bảo tàng, nơi có nhiều nhà chính trị, triết học, tư tưởng và văn hóa lớn của thế giới tới đọc sách như Gombe, Bernasso, v.v. Marx đã viết tuyên ngôn của Đảng Cộng sản tại đây. Đây cũng là nơi yêu thích của Nguyễn Tất Thành. Anh tới đọc sách, nghiên cứu và tiếp thu một lượng kiến thức không nhỏ của nền văn minh nhân loại, tác động mạnh tới sự trưởng thành về nhận thức và tư tưởng trong suốt cuộc đời sóng gió và tư tưởng của mình. Nguyễn Tất Thành rất quan tâm tới tư tưởng của các Marx và cho đó là một học thuyết cách mạng chân chính. Đây là ngôi nhà của Marx ở London, còn đây là nơi ông yên nghỉ, công viên Waterloo. Tư tưởng của ông đã được thiên tài Hồ Chí Minh chấp cánh tại Việt Nam để làm thay đổi
cả một góc trời thế giới. Nhà bảo tàng tư nhân này có từ lâu lưu trữ rất nhiều sách của Mark Angen, nơi Lenin đã từng tới đọc sách và nghiên cứu. Nhiều người cho rằng Nguyễn Tất Thành cũng đã từng đọc nghiên cứu về Mark và Angen tại đây. Trong bảo tàng có một khu tưởng niệm về các nhà sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản. Năm 1917, rời duy ngỷ chủ nghĩa thực dân hùng mạnh và giàu có, chàng trai Việt Nam 27 tuổi trở lại nước Pháp sau 6 năm lênh đênh ở châu Phi, châu Mỹ và đảo quốc sương mù. Chính nước Pháp quyến rũ đầy thơ mộng này đang đầy đọa quê anh cũng là nơi đầu tiên mở ra trong mắt anh một khung trời Âu văn minh và bạo liệt với biết bao điều thuận nghịch cần được lý giải. Paris từ lâu đã đi vào giấc mơ của nhân loại bằng vẻ đẹp kiêu kỳ, quý phái và bằng danh tiếng của mình. Đã có biết bao nhiêu nhà hoạt động văn hóa lỗi lạc của thế giới tự nhủ rằng trong đời ít nhất sẽ có một lần tới đây. Nguyễn Tất Thành cũng thế. Thành phố hoa lệ này làm anh say đắm, nhưng cũng chính những chủ trương tàn bạo phát đi từ đây đã làm trái tim anh rướm máu. Theo dấu chân xưa còn âm thầm và bí ẩn, quá khứ lần lượt hiện về rồi lộ ra ở những lối cũ tàn tạ và êm đềm như vậy. Hầu hết đã thay đổi, nhà cũ bị phá để xây mới. Những hình ảnh xa xưa này được tìm thấy trong các kho tư liệu. Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc sống ở đây từ năm 1917 đến năm 1923. Thời gian này hết sức quan trọng đối với quá trình trưởng thành về tư tưởng, đặc biệt về nhãn quan chính trị của Bác. Tại đây, lần đầu tiên Bác được tiếp xúc với phong trào Việt Kiều yêu nước, tác động xây dựng và lãnh đạo nó. Lần đầu tiên Bác gia nhập một chính đảng là Đảng Xã hội Pháp và lần đầu tiên Bác làm báo, viết kịch, viết truyện, thành lập các tổ chức chính trị xã hội mang tính quốc tế, bắt đầu tác động tới phong trào cách mạng ở trong nước và các nước thuộc địa, khiến nhà nước bảo hộ hết sức lo lắng, phải cử mật thám liên tục theo dõi Bác ở Paris. Điều quan trọng nhất là sự tương đồng về quan điểm giữa Bác và lãnh tụ Lenin. Vấn đề đốt cháy tâm can hàng ngày của nhà cách mạng trẻ tuổi Việt Nam đã được Lenin đáp ứng bằng tấm gương cách mạng tháng 10 và bằng bản luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Bác đã tìm thấy những giá trị tư tưởng lớn lao của cách mạng Pháp năm 1789, của cách mạng Mỹ năm 1776, đã tìm thấy những giá trị khoa học trong tư tưởng của các Mác, nhưng chỉ tiếp xúc với những tư tưởng của Lenin về những thành quả cách mạng tháng 10, thì con đường cứu nước của Bác mới lớn mạnh và các biện pháp khả thi. Đó chính là điều khiến Bác tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp năm 1920, ủng hộ cách mạng tháng 10, trong đó có việc giải phóng cho các dân tộc bị áp bức. Bác tìm thấy ở đây nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới có tình thương yêu giai cấp thực sự, một sự hỗ trợ về tinh thần và trên hết là một giá trị nhân đạo chưa từng có trong lịch sử, từ thể hiện một cách chân thành, khoa học bằng cả lý luận và thực tiễn. Ông Hamary, nhà Việt Nam học người Pháp cho rằng Hồ Chí Minh đã thực hiện một chuyến đi sang phương Tây chứ không phải là Nhật Bản hay Trung Quốc, khi mà các nhà cách mạng lúc đó hầu hết đều hướng sang Trung Quốc. Đó là chuyến Tây Du chứ không phải là Đông Du. Ông đi sang phương Tây, sang nước Pháp, đây là điều hiếm thấy vào thời điểm đương thời. Ông là một trong những thanh niên muốn học tập một thế giới hiện đại, và thế giới hiện đại đó là phương Tây. Từ đó, ông muốn giành lại nền độc lập dân tộc, tái thiết và xây dựng đất nước hiện đại văn hóa và xã hội Việt Nam. Lặng lẽ âm thầm tìm kiếm đáy biển giữa một thành phố mênh mông có quá ít di tích gần đây mới được ghi dấu bằng bảng chữ như số 9 ngõ Gôn Qua này. Nội dung các dòng chữ ghi Hồ Chí Minh đã từng sống ở đây năm 1921 đến năm 1923. Con đường cũ, hẻm phố cũ vẫn còn đây, những căn nhà xưa, chủ nhà xưa nay đã khuất. Tất cả điều đó gieo vào ta một cảm giác bùi ngùi về thời gian và thế sự. Paris mơ mộng quá, nó nâng niu trong lòng lịch sử và chuyện đời của cả thế giới, khiến những người công dân Việt Nam nào qua đây, ta đều có cảm giác như đang bồng bềnh trong cõi mộng phiêu linh.